Ngày hôm nay chúng ta sẽ chạm trán một đội tuyển rất mạnh. Đội bóng đã từng đánh bại chúng ta ở kỳ SEA Games 31 trong trận chung kết tranh huy chương vàng. Đó là Indonesia cho điểm khi mà cầu thủ của Indonesia đã đưa bóng chạm cọc biên. Cú đập bóng cao. Tình huống tấn công tốt của đội bạn. Và đỡ bóng tốt của trung trực Ngọc Thuân. Rất hay, 4-3 cho Việt Nam. Quả nhỏ của cao thủ Indonesia. Người đã đập bóng không thành công, đó là Dương Văn Tiên. Huỳnh Trung Trực. Rất hay, liên tiếp là những điểm số cho Việt Nam. 3 điểm liên tiếp dành cho chúng ta. Cú đập bóng của Thanh Thuận, không phải. Ngọc Thuân. Bóng chưa qua được cao thủ đối phương. Và chắn bóng tốt, Huỳnh Trung Trực. Văn Duy. Tiếp tục là Thanh Thuận. Như vậy là điểm số dành cho Việt Nam. Số 12 Rivan của Indonesia là cầu thủ cao đến 1m96. Rồi là tình huống xử lý của Dương Văn Tiên. Chắn bóng không thành công. Và tỷ số được rút ngắn xuống còn 16-18 cho Indonesia. Vừa rồi là Duy Phúc đã là người đỡ bóng. Và đó là cú chặn bóng tốt của Ngọc Hoàng cùng Thanh Thuận. Rất tốt. Đó lại một lần nữa là tình huống ghi điểm của Ngọc Hoàng. Và chúng ta đang có set point. Thực sự là một cầu thủ rất ghê gớm bên phía Indonesia. Anh trở lại sân và liên tục mang về điểm số cho đội bóng của huấn luyện viên Jeff Chiang. Thanh Thuận. Bóng vẫn đang còn ở bên phía Indonesia. Cú đỡ bóng của Trịnh Duy Phúc. Tiếp tục là Thanh Thuận. Một lần nữa Thanh Thuận lại giúp cho chúng ta quân bình được tỷ số. Duy Phúc. Thanh Thuận. Tiếp tục là 28 điểm cho Việt Nam. Thanh Thuận. Không được, như vậy là chúng ta đã thất bại ở trong set đấu này. Ngọc Thuân. Và được bóng cắm rất tốt của Ngọc Thuân. Bây giờ cú giao bóng của Vũ Ngọc Hoàng. Rivan. Ngọc Thuân. Không thể chắn được bóng chính xác. Để... Ngọc Thuân. Một trận bóng khá tốt của cầu thủ Việt Nam. Cú bóng của Duy Phúc. Thanh Thuận. Bóng ngoài sau cú chắn bóng của cầu thủ Indonesia. Cách biệt đang là 5 điểm giữa hai đội. Với lợi thế nghiêng về Indonesia. Quan trọng nghĩa. Indonesia cứu bóng không thành công. 14-18 cho Việt Nam. Tiếp tục là một tình huống ăn điểm của Ngọc Thuân. Và giao bóng của Từ Thanh Thuận.
Người đã đỡ bóng là Setian. Đó là tình huống lỗi của cao thủ Việt Nam. Và như vậy là chiến thắng trong set 2 tiếp tục thuộc về cao thủ Indonesia. Farhan, cầu thủ đã ghi rất nhiều điểm cho Indonesia ở hai set đấu vừa qua. Thanh Thuận, đội bóng của Thanh Thuận chưa qua được AD, nhưng điểm cho Việt Nam rồi. Tiếp tục là điểm số cho Việt Nam. Vai trò của Văn Tiên trong đội hình của huấn luyện viên Trần Đình Tiền là một chủ công. Và rồi là cú đập bóng không thành công của Từ Thanh Thuận. Nhưng sau đó là pha chặn bóng tốt của cao thủ Việt Nam. Vũ Ngọc Hoàng là người đã chặn bóng trong tình huống vừa rồi. Bóng vẫn trong tầm kiểm soát của Indonesia. Bóng ngoài rồi. 12 đều dành cho Việt Nam. Trái bóng vẫn ở trong sân. Và chặn bóng tốt của cao thủ Việt Nam. Farhan. Farhan đã có một cú đập quá mạnh. Ngọc Thuần. Nhưng Ngọc Thuần lại tiếp tục mang về cho chúng ta một điểm nữa. Đây là lúc mà chúng ta cần đến một sự nỗ lực vượt trội để có thể lật ngược lại thế cờ. Cách biệt là 5 điểm. Thanh Thuận. Bóng chạm tay chắn đi ra ngoài. 23 điểm cho Indonesia. Ngày mai cũng sẽ là ngày kết thúc của nội dung bóng chuyền nam. Và những ngày sau đó chúng ta sẽ tiếp tục với những diễn biến của nội dung bóng chuyền nữ. Hôm nay thì các cầu thủ của đội bóng chuyền nữ Việt Nam cũng đã đặt chân đến Campuchia. Văn Nam. Trọng tài công nhận điểm cho đội tuyển Việt Nam 18-23. Đến sự cố gắng kiên cường và phần nào đó là phép màu để có thể ở lại với trận đấu này. Tình huống đánh bóng hỏng của cao thủ Việt Nam và như vậy là Indonesia đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0 ở trong trận bán kết. Họ sẽ vào chơi trận chung kết SEA Games 32. Chúng ta đã không thể đạt được mục tiêu vào đến chơi ở trận chung kết.